Cơm lam này ăn với cá nướng này thì cái này chở gì? Nhất quả đất rồi. Cho thêm tí nước vào nước chấm nè. Thử xem nào. Chào các bác. Các bác có thể ăn cơm lam không? Bọn tôi đi rừng đi suối thì thật ra cũng ít làm lắm, bởi vì là nó cũng mất thời gian rất là nhiều làm cơm lam này, chủ yếu là làm ở nhà ăn thôi. Hôm nay đi thì gạo tẻ nó cũng gần hết rồi mà mang ít gạo nếp sẵn đi. Cây nứa thì lên trên rừng bên này chặt về được mấy ống non đây rồi. Cơm lam làm đúng kiểu là phải nấu ngay từ trong cái ống ấy thì nó mới thơm ngon, chứ còn bây giờ nhiều khu du lịch nó cứ nấu cơm chín nó nhét vào trong cái ăn biết ngay. Bởi vì là cái cơm lam mà mình nấu chín bằng cái ống nứa này nó rất là thơm. Thứ hai là nó có một cái lớp màng nứa hay nó bám vào ấy, ăn nó ngon lắm. Thế còn đối với dùng cái cách làm cơm lam như này, các bác chọn những cái ống nứa, ống rang càng ngon, ống nứa non thôi nhá, bánh tẻ dài khoảng bằng này. Khoảng càng dài thì nó càng được nhiều thôi. Nhưng mà nó phải non thì mình làm nó đốt nó mới không cháy. Thứ hai là gạo phải dùng cái gạo nếp nương ấy, nó mới thơm. Thơm mới ngon. Gạo nếp nương mình cho vào xong rồi mình ngâm đi khoảng vài tiếng, nếu không có thời gian ngâm thì thôi cứ bỏ vào để đun thôi. Nhưng mà nướng cái cơm lam này nó đòi hỏi kỹ thuật khó đấy, vì mình nướng ban đầu là từ cứ đốt lửa nhỏ nhỏ bên cạnh cho nóng dần rồi đó ta mới đốt, chứ nếu đốt ngay trực tiếp ngọn lửa là nó cháy hết. Còn cái từ lam này là thật ra là của tiếng Thái mình ở chú Tiến. Lam có nghĩa là làm nướng trong ống nứa đúng không? Ví dụ như là bình lam, pa lam thì là cá nấu trong ống nứa. Cái này gọi là khẩu lam, khẩu là gạo mà cơm, khẩu lam là cơm lam đấy. Chứ tiếng lam, tiếng kinh, tiếng phổ thông làm gì có từ lam đâu. Cái à? Đấy, gạo còn hai cái đấy, cho vào. Đây làm này tí nó ăn mới ngon. Làm hai ống thôi. Nếu mà có ba ống thì thừa gạo làm luôn ba ống. Làm ăn cho mấy anh em đang đi quăng chài thì nó về ăn, ngon đấy. Cho gạo xong vào ống rồi, bây giờ lấy nước đấy. Cho nước vào nước suối này trong veo. Sạch thế này thì cứ thế mà lấy thôi. Cho nó vào đầy cái miệng. Đâu chú Tiến cho như thế nào? Chưa đầy đâu. Cho nữa đi. Đấy, nó uống dần đấy. Cứ để ngâm thêm một tí xong làm đi. Cho lên lam. Lên nướng này. Tiếng Thái mình thì nó phức tạp lắm. Tiếng nướng nó nhiều từ lắm. Nướng nhiều, ống nướng này thì là lam. Còn cái nướng mà bằng cái que kẹp thì là bỉnh. Còn trong cái lá chuối lá dong thì lại gọi là mốc đúng không? Đấy, nó mấy từ nướng cơ. Còn cái này là lam. Đẹp không? Các bác nhìn thấy đẹp không? Làm cơm lam này tuyệt vời. Đấy, sau khi cho gạo xong rồi, bây giờ mang đi lam, đi nướng. Nhưng mà cái khó nhất là làm cơm lam này mà không biết cách làm là không được ăn đâu, cháy hết. Đầu tiên các bác phải xếp nó cạnh lửa ấy. Cứ xếp nó cạnh nó nóng dần. Xê dịch cái ống nứa từ trên dưới trên cho nó đều hết cái ống của mình đi thì nó mới không cháy. Chứ nếu bây giờ mà cứ dí một phát vào lửa này mà đốt ấy là nó cháy sạch, mà cháy cái ống nứa mà cơm nó không có chín. Nên là làm cơm lam này nó đòi hỏi nhiều thời gian lắm, nên bảo đi rừng nhiều khi làm gì có thời gian mà chuẩn bị mà nướng, nó chỉ có mang theo nồi nấu thôi. Đấy, cứ xếp cạnh lửa như thế này. Xếp cạnh lửa thế này là tí nó được cơm lam ăn. Phải theo dõi đấy. Nút cái đầu nó nút lá này nhá. Còn đây các bác nhìn thế này. Cơm lam này bọn tôi có cá sấy. Đấy, cái này ăn nó mới ngon chứ. Tí nó cơm lam với cá sấy ăn với nhau thì khỏi phải bàn. Cá nướng nữa. Cá nướng thì mấy anh em đang đi quăng chài rồi. Đây, nướng cơm lam. Các bác nhớ đấy, nhìn cái đoạn nào mà nó đã khô khô thế kia là bắt đầu mình cứ xoay đi xoay lại. Xoay đi xoay lại trở tròn ấy, hoặc là mình di chuyển phần trên phần dưới cho nó chín đều hết, nóng đều hết cái ống thì nó mới chín được cơm. Không có ở dưới này cháy, chín dưới này nhưng mà trên vẫn còn sống. Nói chung là cái món cơm lam này là do ngày xưa mình không có bát đũa gì nhiều, không có xoong nồi nhỉ, mình làm mình ăn thôi. Nhưng mà làm cái cơm lam nó lại ngon thơm, mỗi tội nó mất công. Bây giờ ở bản thì nhiều nhà anh chị em vẫn cứ lấy về để làm ăn chơi thôi, chứ còn ai làm cơm lam ăn hàng ngày nữa đâu. Mất công lắm làm cơm lam này. Đi sông đi suối thì nhiều khi không có nồi thì bắt buộc phải dùng cơm lam.
Ô, có con cầy mà cho cơm lam vào ống lam nhỉ. Ôi giời. Con cầy và con cầy hương ấy nhỉ. Cầy hương cho ống này thì tuyệt vời luôn. Ăn với mì tôm. Ngon lắm, uống rượu máu lão ngay. Say rượu ngủ lăn lên bờ suối ngay đấy. Ôi ôi, đây cảnh bên bờ sông bờ suối ngồi thế này. Nó mát lắm. Nhưng mà đêm thì lạnh thôi rồi luôn. Bọn tôi đi này mấy ngày rồi, nhưng mà trong cái chuyến đi này là tôi có làm những cái video clip ngắn thế này. Còn video clip chính thì các bác xem ở trong cái kênh của tôi. Hôm làm đó xong. Nướng từ nãy giờ chín rồi, lam chín rồi. Các bác nhìn cái vết cháy này. Nhưng nó không ăn vào bên trong đâu. Nó chỉ cháy cái vỏ bên ngoài thôi. Nướng hơ hơ là nó không cháy bên trong đâu. Bây giờ quan trọng nhất là phải để cho nó nguội đã, nguội xong rồi ta mới chẻ dọc cái tách cái lớp vỏ ngoài đi, giữ lại cái lớp màng bên trong với bao lấy cơm. Cứ phải để nó nguội đã. Cơm lam để nguội một tí xong bắt đầu mới cạo cái lớp cháy bên ngoài đi. Xong chốc nó để nguội một lát nữa xong rồi lại cắt nó ra thành từng khúc. Ai ăn thì cầm lấy một khúc, một con cá nướng hoặc là một con cá suối sấy khô này ăn nhất của đất. Cái này phải ăn với thịt thoáng cơ nhỉ. Thịt thoáng ăn với cái này thì ngon lắm, mềm. Thịt nai không ngon bằng thịt thoáng đâu. Thịt nai nó đã thoáng nó mềm chứ ngon chè như thế. Đấy. Rồi thì nó bóc ăn nhá. Đây cơm lam nguội rồi, cắt ra. Cắt thành từng khúc cái này. Xem nào. Ôi thơm mát. Ngửi xem nào. Thơm đấy. Này tí nữa ăn với cá nướng này. Ngon lắm. Đấy nhìn cơm lam nó. Cơm lam mà mình làm từ đầu này nó như thế này, chứ còn nếu kiểu cơm lam mà nấu lên xong rồi nhét vào kiểu nó lừa đấy, ăn nó khác, nó không có thơm cái mùi nứa đâu. Cái hai nó nát hết rồi. Cơm nó nấu xong mình nhét đâu. Đấy cơm nó nấu xong này, nó không chặt thế này đâu. Không chặt xong nó không ngon. Đây là cơm lam đúng kiểu cơm lam đấy. Tăng cái nhau mà đây tăng. Một đống cơm lam này. Đan hát cá nướng cá các kiểu. Đấy các bác nhìn thấy cơm lam này ăn mới khoe chứ. Nốt một thanh cuối cùng. Đây cơm lam xong rồi, bây giờ thử xem nào. Ui xì, nhìn ngon chưa? Ngửi mùi thế nào? Thơm. Cơm lam này ăn với cá nướng này thì nhất của đất rồi. Cho thêm tí nước vào nước chấm nè. Thử xem nào. Ừ cái này bóc ra một miếng ăn thử nước tí nước chấm. Ui giời. Cay ớt ngon, ớt cay ăn cá nướng cá suối nướng. Ăn này thì chết đấy nhỉ. Ngon quá mà nuốt mất lưỡi đấy. Nó mất lưỡi ngon quá. À, cơm lam một đống rồi. Các bác nhớ ăn cơm lam nó phải thơm, cứng cứng một tí bên ngoài ấy, nó mới đúng là cơm lam xịn. Chứ cần cơm lam kiểu ăn nhìn phát biết ngay là cơm nấu xong rồi nhét vào và vứt. Ăn với cá nướng này. Ôi giời, nước chấm mắc khén hạt dổi này, ớt này, muối này, cơm lam đây. Nhìn thấy không? Rồi, hết rồi, các bác tự làm ở nhà ăn đi nhá, bọn tôi ăn cơm đây.